Hello, chào tất cả mọi người. Clip hôm nay mình làm clip này mình, quay mấy em gà đá này nha. Đó. Đây. Ở đây mình có 5 con. Đấy, mình ông chú ông gửi mình bán giùm á. Thì mình quay làm clip này mình gửi tới mấy anh em dân chơi gà đá nha. Đó. Anh em cứ xem tham khảo. Thì gì được giá thì đi tới mình bán luôn cho. Nói thiệt mình cũng không phải dân chơi gà nữa, mình không cũng không rành về gà gì lắm. Đó, tại ông chú cũng gửi, mình có sân trước nè, gần lộ ông chú cũng gửi để bán giùm thôi. Đó. Gà trắng, gà bốm. Đó, chân cẳng thì mình cũng không biết nó như thế nào nữa, anh em xem thì tham khảo. Cái clip này chỉ dành cho mấy anh chuyên về gà đá quá. Có mấy em này như có ba em mới bắt về nên nó còn hơi nhát, thấy mình lạ nó còn hơi nhát. Đó. quay phim nó cái nó kiếm đường nó đuổi không. Em gà đây thì nè, có 5 con, nó cân nặng của nó thì tầm con nhẹ nhất là 2,3 kg, con nặng nhất là 2,6 kg, một con 2,3 kg với hai con 2,4 kg, một con 2,5 kg với một con 2,6 kg là 5 con. Đó. Bốm hết trắng. Đây. Hai em bên đây thì mình mới tắm cho nó, nên bỏ ngoài nắng xíu, phơi cho nó phơi nắng xíu. Chân cẳng cái dải nó thì không biết, mình không biết xem là sao, không biết. Mà nghĩ gà đá thì chắc con nào đá hay thì ngon thôi, chứ giải với cái hình thù nó thì chắc cũng không quan trọng gì mấy đâu. Mấy con này thì là nguyên riêng nguyên kiện nha mọi người. Đây là chưa có tỉa lông tỉa gì hết, không có vô nghệ gì luôn. Cũng chưa đá lần nào hết. Đó. Ông chú cũng gửi bán là mình làm clip này gửi cho anh em mà đam mê gà đá thôi. Đây là khu vực Trà Vinh nha mọi người. Địa chỉ là xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đó. Anh em nào nọ trong tỉnh thì đam mê thì cứ lại đây. Giá đó thì ông chú cũng để là anh em nào mà mua một con á, một hai con thì giá nó tầm khoảng 1,2 triệu một con. Nó còn mua anh em nào muốn mua hết 5 con á, ông chú cũng bán giá sỉ luôn. Giá sỉ là giá được 800.000 một con là giá sỉ nha anh em. Anh em mà mua 5 con á. Nắng quá quay tới thui không biết thấy rõ không. Nên lông đuôi nó cũng chưa không có cắt tỉa hết, còn nguyên dài thòn mấy cọng dài. Mấy con này mình mới bắt về á, nó hơi nhát nên là không có quay được trước mặt nó. Nó lũi 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 không. Thì em ở đây nữa. Có hai loại chân hay sao? Bên kia chân trắng, bên này chân vàng. Chưa có vô nghệ gì nha mọi người. Không có vô nghệ chân cẳng mặt mày hết. Lông nó cũng chưa có tỉa luôn. Đó. Lông nó hình thù nó thì cũng chưa cắt tỉa gì hết. Chú mình giao mình bán sao mình để vậy thôi, chứ mình cũng không biết, mình không có rành gì gà đá nên không có dám làm gì hết, không có cắt tỉa hay là vô nghệ gì hết, chỉ tắm rửa sơ sơ cho nó sạch sẽ xíu thôi. Không gà tới 8 con à, mà bình bán bớt hết 3 con à, còn lại 5 con đó. Giờ quay clip thì làm clip này mình chia sẻ với anh em đam mê gà đá.
anh em nào trong tỉnh Trà Vinh thì đam mê thấy được thì cứ tới đây. Còn ở xa quá thì chắc mình nghĩ bỏ tay, mình chắc mình không ship được rồi. Đó. Em chú cũng gửi bán giùm mà, nên anh em nào tới đây mua được thì mua, chứ như anh em mà mua kêu mình ship đi chắc mình ship không được rồi. Ông chú cũng để giá hay sao mình báo vậy thôi, chứ mình không có nâng giá gì đâu nha anh em. Em bên đây hai dạng nè, em đây là ông chú ông đưa cho mình trước từng lễ, nên tắm rửa ôm tới em lui cho nó dạng hơn. Tối quá mình không thấy quay rõ cái chân. Có mấy anh em chơi gà đá mà chơi lựa chân ghê quá. Mình nghĩ chân cẳng dại nó thì cũng đâu liên quan gì mấy gà đá luôn. Gà mà đá hay thì nó sẽ hay thôi, chứ lựa mà chân dại rồi tùm lum chân, cái đó mình không rành, mình cũng không biết. Lúc trước thì Sài Gòn mình cũng có theo ông chú cũng đá gà, ông đó ông đá cũng nhận dữ thì sao, ông đá mà ông canh không có lựa dại gì đâu, coi hình thù căn ký mặt mũi. Rồi ông đi đá, ông ôm gà đi đá là ông phải canh ngày canh giờ. Thấy ông đó ông đá cũng nhận chân chuyên nghiệp. Thêm em bên đây nữa. Nắng quá. Nắng quá mình quay tới thui mà không biết thấy rõ không. Em bên đây chân hơi trắng, không có vàng. Cái này mình tắm rửa nó sạch sẽ hết rồi. Cái gà này anh em mà đam mê muốn chơi gà đá gà thì mua về rồi mình dưỡng lại xíu nữa. Anh em biết cách, anh em mà chuyên nghiệp đó, chơi gà đá thì biết cách chăm sóc nó. Về mình dưỡng lại xíu. Vô nghệ, vô chân, vô mặt lại gì đó, hay là tỉa lông gì đó. Vô nghệ đùi rồi. Nên nó chắc thật sự xíu, chắc da một xíu là đá là ok. Trời ơi đem về, mấy em này mới đem về mình ôm nó mình đi rửa, tắm rửa cho nó. Trời ơi, nó mổ cái tay chân, mổ cái tay mình chảy máu luôn. Em này đúng không dữ luôn. Ghê lắm. Đá ra mà đá, em này đá độ mạnh ghê. Tay mình thọt vô nó đá mình ơi tay luôn. Em này thì còn một em nữa, còn em gà tre. Quay cho anh em xem cho vui luôn. Chứ mà gà này của mình. Mình không có bán nhưng mà mình quay chơi vui thôi. Có ông anh ông cho. Đó. Ông anh ông cho con về nuôi chơi nè. Tre. Này, like rồi, nó cũng hình thù nó cũng hơi bự một xíu, mình kiếm mấy nè, cho like nha. Rồi, thôi dẹp em này một bên đi, quay mấy em kia thôi, tập trung vào mấy em này hơn. Mấy em này thì hơi nhát, đây có em này hơi dạng nè, em này trước. Em này với ba em kia là mình bán rồi, ba con kia mình bán rồi, thì là chú cũng gửi trước nên nó hơi dạng, nó quen mình rồi, nó dạng. Còn ba em này thì nhát, mới bắt về, không mới gửi về nên hơi nhát, mình lạ đó, mình mới nó còn lạ nên nó hơi nhát. Cân nặng mấy em này thì nãy mình nói với mọi người,
là nó tầm một con là 2,3 kg, hai con 2,4 kg, một con 2,5 kg với một con 2,6 kg. Giá nó thì nếu anh em mua từ 1 đến 2 con á thì giá đó 1,2 triệu con. Còn mua anh em mua được 5 con á thì để giá sỉ luôn 800.000 con. Đó. Anh em nào nội thành Trà Vinh á thì cứ tới đây mà xem. Được ưng thì mình bắt về chơi luôn. Cả này có mấy em mình về mình nên muốn mua về mình đá liền cũng được rồi. Anh em muốn kỹ xíu thì mình cắt tỉa hay sao đó hay vô nghệ gì đó. Ít nữa thì 50 bữa từng từng hay nửa tháng gì đó nên đây đá. Chỉ mình thì xã Vĩnh Kim, huyện Công An, tỉnh Trà Vinh nha mọi người. Anh em nào ở tỉnh Bến Tre hay Vĩnh Long gì đó đam mê thì muốn qua thì nhắn tin cho mình trước. Anh em nào có như cái gì thì như cứ comment ở dưới nha, comment dưới phần bình luận nha. Đó. Ok. Thôi clip mình kết thúc tại đây nha mọi người. Đó. Mình gửi làm clip này gửi tới anh em chuyên về chơi gà đá đi. Anh em có tham khảo rồi cái gì cứ bình luận ở dưới phần bình luận á. Cứ comment dưới phần bình luận thì mình sẽ trả lời hết nha. Rồi, ok. Chào mọi người.